Bên cạnh em đây là một chiếc xe Ford Territory này. Anh em có thể thấy là cái lồng ve nhì của nó này. Cái lồng ve nhì. Anh em ở đây cái vị trí bắt ốc này rất là gần nhau đúng không? Nhưng mà anh em sau một thời gian sử dụng thì cái lồng ve này có thể một nó bị rách, hai là vẫn cái vị trí này anh em nhá. Đấy, nó vẫn được xuống form. Đây, anh em ở đấy. Thì bên em đang tháo bộ lồng ve này ra và bên em sẽ hóa nhựa. Đấy, hóa dẻo cái lồng ve này. Thì với cái gói hóa dẻo như chiếc xe này thì bác chủ gọi làm cái gói cao cấp thì em bảo hành cho các bác 5 năm, 5 năm cho bác thoải mái luôn, và nó vẫn giữ được cái nguyên zin của cái tính năng của cái lồng ve nỉ này các bác nhé. Các bác nào mà đang sử dụng cái dòng xe mà có lồng ve nỉ như này thì các bác qua Akala phải nuôi này bảo vệ xe thì nó tốt hơn nha các bác nhé.